bộ phim Vùng Đất Thủ Lĩnh Rồng tập 1. Em đang làm gì lén lút ở đó vậy, Kasunis? Em đang tìm thưa thầy. Có người đang đánh nhau trong nhà vệ sinh ạ? Thí nghiệm tuyệt vời lắm cô ơi. Em mong chờ buổi cắm trại khoa học vào ngày mai quá. Cô cũng vậy, quan sát thật sự rất thú vị. Chưa biết được đâu. Em đang làm gì vậy hả, Brinos? Alex, nếu bị phát hiện làm thuốc nổ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó. Bình tĩnh đi, nhìn nè, mình lấy được nó rồi. Nè, trong đây nói là carbon mà. Vậy than để làm gì? Than là carbon đó, đồ ngốc. Chẳng có gì thắc mắc nếu bạn ở lại lớp năm nay đâu. Bạn không lo học bài hả? Sao mình phải học chứ? Mình có bạn rồi. Mình sẽ lập ra những kế hoạch, còn bạn sẽ thực hiện chi tiết. Cẩn thận đó, đó là thí nghiệm của Katrina đó. Katrina là một con mọt sách. Và bạn có chắc nó sẽ hoạt động được không đó? Người ta chế tạo thuốc nổ như thế này hàng ngàn năm nay rồi. Đây là một thành tựu khoa học. Còn bạn chỉ cần đúng công thức thì sẽ thành công thôi. Tha cho mình đi mà. Đừng lên lớp mình nữa. Mà nó sẽ nổ to cỡ nào vậy? Đủ lớn để hù dọa tất cả mọi người tại bữa cắm trại khoa học. Được rồi, đã xong. Đi ra khỏi chỗ này thôi. Bạn vứt chuyện thứ đó vào thùng rác nha. Alex, có chuyện thuốc nổ. Trời, thí nghiệm của mình. What's going on? Có chuyện gì vậy? Ổn rồi thưa cô. Chúng em đã xử lý nó. Mà hai em đang làm gì ở đây? Tụi em hên là có tụi em đó cô. Em cảm thấy không được khỏe lắm. Và Bao đã giúp em tìm chỗ nghỉ ngơi. Và sau đó chúng em nghe thấy tiếng nổ lớn và khói bốc lên mù mịt luôn. Sau đó Bao chạy vào và nắm lấy bình chữa cháy đó thưa cô. Bài thí nghiệm của em đã bị hư hết rồi. Nếu để tôi tìm được một người nào đó ở đây thì... Em có nhìn thấy ai không, Bo? Cô nghĩ chúng ta cần một y tá để theo dõi bệnh tình của em. Hai em không thể vắng mặt trong buổi trại ngày mai được đâu. Hai em giỏi lắm. Mình rất tiếc về bài thí nghiệm của bạn, Katrina. Mình mua tất cả những dụng cụ làm thí nghiệm hết $20 đó. À, mình phải thay đồ cái đã. Ba ơi, con trễ mất. Nhanh lên, Christine. Em tới đây. Em rất vui vì anh tham gia hội trại của trường lần này đó. Thật sao? Thật mà, mấy ngày cuối tuần này có thấy anh đâu. Nè, cẩn thận chứ, đó là dự án khoa học của anh. Ai biết anh để hai đứa đủ rồi đó. Ra xe nhanh lên. Đi thôi ba. Tiến sĩ Raynon nghe. Ôi, chào Mary. Có gì không Mary? Kiểm tra tất cả những hình chiếu trên máy tính đi. Ba à? Bố à, ba là trưởng phòng thí nghiệm à. Việc này rất quan trọng. Dạ con biết, nhưng đến giờ rồi. À, hãy tìm cái file tên là Tim Conrad. Phải. Lên xe đi nào, dạ, Alex. Nhưng mà Bao nói là bạn ấy sẽ tới đây thưa cô. Chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa đâu.
Bạn ấy tới rồi hả? Ba nói là họ sẽ chờ con mà. Ồ, cái túi ngủ của con đâu rồi? Christine, ba đưa cho con chưa vậy? Dạ chưa, con thấy lúc nghe điện thoại ba cầm nó mà. Trời ơi ba. Ba xin lỗi. Không sao đâu. Nếu con có bị cảm lạnh trên núi, ba có thể chế tạo ra thứ gì đó để băng tan và cứu con được mà. Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Tôi là ba của Paul. Xin chào. Cô chắc chắn là của Gibson. Paul hay kể về cô suốt. Nó có vẻ thích cô đó. Ba ơi. Thôi nào, chúng ta phải đi thôi. Ồ, đợi một chút. Tôi để quên túi ngủ của Paul. Nè, cầm lấy. Và nhớ là con đang tham gia chuyến dã ngoại để học tập, chứ không phải để chơi đâu nha. Đừng nói là nãy giờ bạn đang quay phim đó nha. Đương nhiên rồi, đưa cho mình. Nè, nhìn đi. Ba mình sẽ cho mình một trận nếu như mình làm hư đó. Tôi rất vui khi được gặp anh. Nói cho mọi người nghe đi Bo, bạn thích con gái phải như thế nào? Trời ơi, dẹp đi bà Alex. Còn bạn thì sao hả Karina? Cô ấy có vẻ thích bạn đó. Bạn biết cái gì chứ, dớ dẫn quá đi. Hôm nay bạn bị sao vậy? Bạn và Paul nợ mình 20 đô đó. Mình biết hai bạn đã làm gì trong phòng thí nghiệm hôm qua. Hai bạn đã chế tạo thuốc nổ. Paul và mình chưa bao giờ làm những trò dớ dẫn và vô trách nhiệm như vậy. Bạn có thể hỏi cô Gibson. Tụi mình đã cứu cả trường đó. Tụi mình là những người hùng. Đừng lo lắng như vậy, bạn ấy không chứng minh được đâu. Hay quá. Alex, xuống đi mau lên. Dạ. Em nghe đây, bên đó là khu vực dành cho các em nam, còn đây là nơi dành cho các em nữ. Khi các em nghe thấy tiếng này, nghĩa là bữa trưa sẽ được chuẩn bị tại khu nhà chính. Sau đó chúng ta sẽ đi lên núi để kiểm tra địa điểm quan sát vào ngày mai. Có ai nhớ tại sao chúng ta có mặt ở đây hay không? Để quan sát thực vật khi mà mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời ạ. Làm như mình hay lắm vậy. Rất tốt. Vậy chúng ta tranh thủ nào. Nếu có thời gian, cô sẽ dẫn các em đi tham quan một hang động bị ma ám. Nếu như không mở miệng nói được cái gì hay ho, mình nghĩ là bạn nên im lặng thì hơn đó. Và nhớ là mang theo bài tập khoa học của mấy em đó. Hả? Bài tập khoa học hả? Chúng ta được yêu cầu làm một cái kính để quan sát nhật thực. Ôi không, mình đã để quên ở nhà rồi. Kính quan sát nhật thực là cái gì vậy? Thì là một cái máy ảnh có lỗ đó. Đụng ngốc à. Bạn cũng cười nữa hả? Đã. Người Trung Hoa cổ đại tin rằng hiện tượng nhật thực xảy ra khi một con rồng ăn mặt trời. Họ đánh trống và gõ chiêng để đuổi con rồng đó đi. Họ đúng là dớ dẫn thiệt. Không hẳn như vậy đâu. Được rồi, chuẩn bị bài tập khoa học đi nào. Không ai được theo dõi nhật thực vào ngày mai trừ khi cô kiểm tra xong thiết bị quan sát của người đó đó. Chúng ta phải làm gì đây? Kính quan sát nhật thực thì dễ làm thôi. Chúng ta cần phim cuộn, bìa cứng và một miếng nhựa dẻo. Katrina và Lisa có rất nhiều thứ đó. Phải, xin họ không hề đơn giản chút nào đâu. Ai nói là tụi mình sẽ xin chứ? Có rắn kìa. Có rắn. Có rắn sao? Ở đằng kia. Ở chỗ đó đó. Rắn ở đâu vậy? Nó rất to. Ở đâu vậy? Coi chừng dưới chân kìa. Các em lùi lại đi, đừng có tới gần nha. Đứng yên và hạ thấp giọng xuống. Ổn rồi, nó bò đi mất rồi. Nhưng mà tất cả các em hãy quan sát thật cẩn thận nhé. Tới đây đi Einstein. Chỉ cho mình làm đi nào.
Và sau đó, thông qua ống kính thứ nhất, hình ảnh nhật thực sẽ hiện lên bề mặt. Nhưng mà chúng em không thể hoàn thành được nó bởi vì có người đã lấy cắp cục băng của chúng em rồi. Không sao đâu, tất cả mọi người đều làm tốt, trừ Paul và Alexa. Mà chúng đâu rồi? Em không nghĩ là hai bạn ấy đã làm bài tập đâu. Paul! Alex! Chúng em đây thưa cô! Kính thưa quý vị, gia đình Bo và Alex tự hào giới thiệu với các quý vị về chiếc nón quan sát nhật thực. Chiếc nón này cho phép chúng ta có thể quan sát nhật thực vừa an toàn, vừa thoải mái, ghi chép và vẽ biểu đồ nữa. Và quấy mũi. Nó rất là an toàn, rẻ và thân thiện với môi trường nữa. Và cực kỳ phong cách đó nha. Nhà thám hiểm từng kể lại rằng họ đã nhìn thấy những đốm sáng bí ẩn quanh hang động này. Và kể từ đó, có rất nhiều câu chuyện về sự bí ẩn của những đốm sáng trên núi Lara này. Vậy có ma trong cái hang này ạ? Dân ở vùng này thì nghĩ như vậy. Nhưng khi việc xây dựng mạng lưới điện hoàn thành, các kỹ sư phát hiện ra đá từ bên trong núi. Các em nhìn nè. Khu vực này tập trung từ trường rất là lớn đó. À, vậy là những ánh sáng đó có được là do năng lượng của từ trường sao? Hẳn là vậy rồi, nhưng chưa có ai chụp lại được hình của chúng. Nếu có ma trong đó thì các em tốt nhất nên coi chừng. Chúng ta sẽ đến đó và các em đừng hòng trốn được. Có lẽ là ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Thật thú vị. Có ai cho cô biết cái này là gì không? Là phân dơi đó cô. Để xem nào. Không phải đâu. Phân dơi có gì dễ chịu hơn? Cái này là phosphor nitrat, hay còn tên gọi khác là muối nitrat à? Cái đó được dùng để làm thuốc nổ à? Tốt lắm. Vậy ai có thể cho cô biết những thành phần nào dùng để làm chất nổ không? Thôi biết đó cô ơi. Dạ, 20 đô nè, được chưa? Dạ thưa cô, em biết. Những thành phần khác là lưu huỳnh và carbon ạ. Em giỏi lắm Katrina. Được rồi, chúng ta đi qua những chỗ khác thôi. Mình không thể cho bạn mượn máy chụp hình được đâu. Vậy thì bạn hãy đi tới cái hang với mình nhé. Vào nửa đêm hả? Đừng hòng. Lisa, có gì đâu mà sợ. Nếu chúng ta có thể chụp được những đốm sáng trên núi La Ra, chúng ta sẽ nổi tiếng đó. Nhưng nếu thật sự có ma thì sao chứ? Trên đời này làm gì có ma chứ? Mình chắc rằng có một con ma ở đó. Mình không biết nữa. Đi thôi, sẽ vui lắm đó. Hai bạn ấy sẽ hoảng sợ và mình sẽ quay lại tất cả. Katrina phải trả giá. Ý mình là không ai được tống tiền nhà Kasunis và không nhận hậu quả hết. Sao bạn kỳ cục vậy? Sao không để bạn ấy yên đi? Bạn có cảm tình với Katrina hả? Alex, bạn bớt giỡn đi chứ. Katrina và Bo, hãy chờ đó, mọi người sẽ biết thôi. Bạn im đi. Được rồi, mình sẽ đi. Alex, mình có chúng rồi nè. Cậu nhìn cái này nữa. Họ sẽ hoảng sợ khi nghe âm thanh này đó. Alex, mình có ý này hay nè. Tại sao mình không làm cho những con ma của mình bay vậy? Nghe được đó. Ha ha.
Được rồi, lấy ngọn đuốc đi. Mình bị đứt tay rồi. Nhanh lên. Alex, mình phải dời cái dây cáp này đi. Nó ở quá gần dây điện. Không đủ thời gian đâu, sẽ ổn thôi. Nè, họ tới rồi. Mình sẽ trốn trong hang. Đợi mình ra hiệu nha. Mình không thích chỗ này đâu. Lisa, mình đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi, không có chuyện ma cỏ ở đây đâu, biết chưa? Lúc chiều bọn con trai thật là ngốc nghếch, nhất là Alex đó. Mình biết cậu ta ngốc mà. Vậy còn Paul? Bạn có cảm tình với Paul chứ? Ôi, bạn ấy rất dễ thương. Ai đó? Là tiếng gì vậy? Mình không biết, có lẽ là tiếng động của một con vật nào đó thôi. Không phải đâu, chúng ta quay về đi. Không, mình muốn nhìn thấy những đốm sáng. Đốm sáng kìa. Paul, thật là ngốc nghếch. Bạn đừng học đánh lừa mình nữa. Bạn cũng hoảng sợ rồi còn gì nữa. Làm gì có chứ, mình không tin là có ma đâu. Mình quay lại hết rồi. Và Paul, bạn biết không, Katrina khen bạn dễ thương đó. Đưa đây cho mình. Trả tiền đi, 40 đô lận. 40 đô sao? Chúng ta nên quay về trước khi Lisa đánh thức mọi người dậy. Các bạn đã làm điều đó như thế nào vậy? Tụi mình đâu có làm đâu. Nó là cái gì vậy? Cẩn thận đi. Coi chừng đó. Ôi, nằm xuống. Bỏ xuống ngay. Người mang rợ. Gì chứ? Alex, trả cái hộp truyền tin đó lại cho ta. Đưa đây. Thả tôi ra. Dừng lại. Trả đây. Bo. Mình không thấy bạn ấy đâu hết. Mình đã nói là bạn ấy biến mất rồi mà. Không thể nào. Vậy thì bạn ấy ở đâu chứ? Có lẽ bạn ấy đã bị điện giật rồi. Vậy ít nhất cũng phải nhìn thấy tro của bạn ấy chứ. Katrina, chúng ta phải báo cho cô Gibson biết. Chúng ta sẽ nói gì đây? Alex, bạn đâu rồi? Mình không biết được. Ở đây có một gã khùng nè. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Con ra xem có ai tới không con yêu. Chào con. Có mẹ ở nhà không con?
Dạ con không có mẹ. Ba ơi, tôi có thể giúp gì được đây? Ông là ông Draynon phải không? Là tôi đây. Tôi có thể nói chuyện riêng với ông một chút được không vậy? Christine, con hãy giúp bà làm tiếp bữa sáng nha. Có chuyện gì vậy? Về con trai ông, cậu Paul, có lẽ cậu ấy đã mất tích rồi. Mất tích? Ý cô là sao? Mất tích là sao? Cậu bé đã mất tích lúc 11 giờ đêm qua. 11 giờ sao? Các chị bắt đầu tìm kiếm vào lúc mấy giờ vậy? Từ rạng sáng hôm nay chúng tôi đã bắt đầu tìm cậu bé rồi. Vậy có ai đi chung với thằng bé không? Chúng tôi không chắc lắm, ông Draynon à. Mời cô vào trong. Tôi cần sự giúp đỡ từ phía nhà trường. Tôi không tin là họ đã không gọi cho tôi. Christine, đây là cô Miller. Cô ấy sẽ chở con tới trường. Chào Christine, cô có thể gọi cô là Sally. Ba định đi đâu vậy? Không có gì quan trọng. Anh trai gốc kết của con bị lạc trong rừng và phải đi tìm anh con. Con cũng muốn đi nữa. Không được đâu. Con nghe ba nói nè, đây có lẽ là một sự nhầm lẫn thôi. Ba cá là giờ này anh con đang ở trong một cửa hàng nào đó và đang ăn kem, được chưa? Không phải mình đang mơ chứ? Hello. Xin chào. Hello. Xin chào. Anyone? Có ai không? Alex. Alex. Katrina. Katrina. Hello. Xin chào. Hello. Xin chào. Mọi người đâu cả rồi? Hello. Xin chào. Hello, xin chào, có ai ở đây không?